tuyển Việt Nam, đội binh ở V-League Fokker, ông Trossier vẫn lo. Huấn luyện viên Trossier vẫn chưa hết âu lo đối với tuyển Việt Nam trước khi hội quân chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2026. Dù tại V-League các đội binh liên tục ghi bàn, đội binh ở V-League Fokker kết thúc ASEAN Cup, Nago V-League 2023-2024 quay trở lại ngay sau Tết Nguyên Đán với các vòng đấu thứ 9 và 10. Chất lượng chuyên môn của phần lớn trận đấu diễn ra trong hai vòng vừa qua chưa phải quá cao. Tuy nhiên, một điều khá đáng mừng đối với huấn luyện viên Trossier lẫn tuyển Việt Nam khi các đội binh bắt đầu phất cờ và góp công vào trong thành tích của đội nhà. Cụ thể, ở vòng đấu diễn ra cuối tuần trước có tới 5 đội binh lên tiếng trong tổng số 13 bàn thắng được ghi. Một tỷ lệ khá lạc quan nếu như biết rằng phần lớn chặng đường đã qua các ngoại binh gần như vô đối trên mặt trận tấn công. Vòng đấu thứ 10 vừa kết thúc còn ổn hơn khi có tới quá nửa trong tổng số bàn thắng được ghi bởi đội binh, khiến nhiều người phải chia vui đối với huấn luyện viên Trossier trong bối cảnh V-League quá thiếu chân sút xuất sắc nhằm giúp tuyển Việt Nam chinh phục những giải đấu sắp tới. Ông Trossier vẫn lo, nhìn bề nổi, việc các đội binh bắt đầu chứng tỏ giá trị của mình bằng những bàn thắng giúp cho đội nhà có kết quả khả quan tại V-League, khó mà không vui. Nhưng đó chỉ là bề nổi, còn thực tế, ông Trossier chưa thể nở nụ cười. Thực sự khi các chân sút đúng nghĩa hay chính xác hơn là những tiền đạo từng được sử dụng dưới thời của mình chưa phất cờ. Điển hình như Tiến Linh, dù trở lại sau chấn thương nhưng hai trận vừa qua cũng chơi chưa thật tốt. Số bàn thắng của Văn Toàn chưa được cải thiện là lý do khiến huấn luyện viên Trossier còn đau đầu. Trong lúc đó, tiền đạo được coi triển vọng nhất dưới thời chiến lược gia người Pháp là Đình Bắc khả năng cao. Vẫn phải ngồi ngoài xem đồng đội thi đấu vì dính án kỷ luật từ câu lạc bộ. Mọi hy vọng của thuyền trưởng tuyển Việt Nam lúc này đang trông cả vào Tuấn Hải khi tiếp tục đóng vai trò trụ cột tại câu lạc bộ và quan trọng hơn chân sút đang khoác áo Hà Nội. SC vẫn đầy khát khao, dù mới đây trượt danh hiệu quả bóng vàng. Thế nên, vào lúc này thuyền trưởng tuyển Việt Nam không thể kê cao gối ngủ ngon. Khi các trận đấu rất khó khăn với Indonesia tại vòng loại World Cup 2026 đang đến rất gần. Hy vọng ở các vòng đấu còn lại trước khi tuyển Việt Nam hồi quân những chân sút của ông Trossier sẽ tìm lại được chính mình hồng giúp thuyền trưởng người Pháp đòi nợ Indonesia thành công. Tuấn Hải chấn thương không nặng, huấn luyện viên Trossier bớt nỗi lo. Tiền đạo Phạm Tuấn Hải có thể trở lại ở vòng tới sau khi không ra sân trong trận đấu với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Phạm Tuấn Hải dính chấn thương, không ra sân trong trận đấu giữa Hà Nội FC và câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ở vòng 10 V-League. Tin vui cho cổ động viên đội bóng thủ đô cũng như đội tuyển Việt Nam là Tuấn Hải chỉ bị tổn thương phần mềm. Nhiều khả năng anh sẽ trở lại ở vòng tới. Trước đó, Phạm Tuấn Hải đá trọn 90 phút ở cuộc đối đầu với Thanh Hóa tại vòng 9. Nói về sự vắng mặt của Hải, huấn luyện viên Daki Wamasa cho biết, Tuấn Hải mới giành quả bóng bạc nên đây là phần thưởng của tôi cho cậu ấy. Đây chỉ là câu nói vui của huấn luyện viên trưởng Hà Nội FC. Không có Tuấn Hải, Hà Nội FC vẫn đánh bại Thành phố Hồ Chí Minh bằng các pha lập công của Nguyễn Hai Long, Nguyễn Văn Quyết và Jennison Junior. Trận thắng giúp đội bóng này vươn lên thứ 6 với 13 điểm, kém đầu bảng câu lạc bộ Nam Định 9 điểm. Vòng tới, Hà Nội FC sẽ làm khách trên sân Thiên Trường. Trước đối thủ mạnh như vậy, sự trở lại của Tuấn Hải là rất quan trọng. Anh là nhân tố chủ chốt của Hà Nội FC ở mùa giải năm nay. Cầu thủ sinh năm 1998 ra sân 15 trận trên tất cả đấu trường từ đầu mùa, ghi 6 bàn và lập 2 kiến tạo. Trong màu áo đội tuyển quốc gia, Tuấn Hải cũng là một phần không thể thiếu trong hệ thống chiến thuật của huấn luyện viên Philippe Trossier. Dưới thời chiến lược gia người Pháp, cầu thủ này chỉ vắng mặt một trận. Đó là trận đấu với Iraq ở lượt cuối vòng bảng ASEAN Cup 2023. Anh dính chấn thương ở trận trước đó với Indonesia và không kịp bình phục. Huấn luyện viên Trossier sẽ bớt lo lắng khi cậu học trò không chấn thương nặng. Giữa tháng 3, đội tuyển Việt Nam tập trung trở lại để chuẩn bị cho hai trận đấu ở vòng loại World Cup 2026 với Indonesia. Huấn luyện viên Trossier cần đội hình mạnh nhất bởi kết quả của hai trận tới có thể quyết định cho suất đi tiếp của đội tuyển Việt Nam. Hiện đội tuyển đứng thứ hai bảng F với 3 điểm, kém đầu bảng Iraq 3 điểm và hơn Indonesia, Philippines 2 điểm. Huấn luyện viên Park Hang-seo hết cửa dẫn dắt tuyển Hàn Quốc. Theo phóng viên Lee Yong-se của tờ MK Hàn Quốc, huấn luyện viên Park Hang-seo khó có cơ hội ngồi vào ghế nóng đội tuyển quốc gia Hàn Quốc. Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc KFA mới đây sa thải huấn luyện viên Jurgen Klinsmann sau thất bại của đội tuyển quốc gia tại ASEAN Cup 2023. KFA hiện đang gấp rút tìm kiếm huấn luyện viên mới để thay thế trong bối cảnh đội tuyển Hàn Quốc sẽ có hai trận đấu quan trọng với Thái Lan ở vòng loại World Cup 2026 vào tháng 3 tới. Thời gian qua, một số nhà chuyên môn và dư luận bóng đá Hàn Quốc ủng hộ huấn luyện viên Park Hang-seo tạm thời dẫn dắt đội nhà trong hai trận đấu này. Họ lý giải, ông Park rất am hiểu bóng đá Thái Lan do từng nhiều lần dẫn dắt đội tuyển Việt Nam đối đầu với voi chiến. Mặc dù vậy, theo phóng viên Lee Yong-se của TMK Hàn Quốc,
cựu huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam khó có cơ hội ngồi vào ghế nóng đội tuyển quốc gia Hàn Quốc. Nhà báo tiết lộ, nguyên nhân không phải vì vấn đề chuyên môn mà do mâu thuẫn cá nhân của ông Park với ông Chung Mong Jung, nhân vật có tiếng nói quan trọng với bóng đá Hàn Quốc. Ông Chung Mong Jung, 73 tuổi, là con trai của ông Chung Jae-un, nhà sáng lập tập đoàn Hyundai. Ông từng giữ chức chủ tịch KFA từ năm 2003 đến năm 2009. Sau khi rời ghế chủ tịch KFA, ông Chung Mong Jung để người em họ Chung Mong Gil kế nhiệm và hiện vẫn đang lãnh đạo bóng đá Hàn Quốc. Chính vì thế nên tỷ phú Chung Mong Jung vẫn có tiếng nói lớn trong các quyết định quan trọng của bóng đá Hàn Quốc. Huấn luyện viên Park Hang-seo từng là trợ lý đắc lực của huấn luyện viên Hiddink trong thành công của đội tuyển Hàn Quốc ở World Cup 2002. Trong những năm qua, ông Park cũng lập nên nhiều cột mốc đáng nể của bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, khả năng huấn luyện viên Park lên tiếp quản ghế huấn luyện viên đội tuyển Hàn Quốc rất thấp. Ông gặp trở ngại lớn vì mâu thuẫn với ông Chung Mong Jung. Huấn luyện viên Park Hang-seo vốn không tuân theo chỉ đạo của cựu chủ tịch KFA Chung Mong Jung, nhà báo Lee Yong-se khẳng định. Thông tin cho biết, hai ứng cử viên sáng giá nhất tiếp quản ghế nóng của đội tuyển Hàn Quốc là huấn luyện viên Hong Mi-ung Bo, Kim Húc Bi-ôm. Có điều, cả hai huấn luyện viên này đều bận chuẩn bị cho câu lạc bộ chủ quản trước ngày giải vô địch Hàn Quốc khởi tranh nên KFA khó lòng thuyết phục các đội bóng nhà người. Bola Sport, Park Hang-seo là huấn luyện viên thành công nhất lịch sử Đông Nam Á. Tờ báo số 1 Indonesia chỉ ra 3 huấn luyện viên thành công nhất lịch sử bóng đá Đông Nam Á, trong đó ông Park Hang-seo được nhắc đến đầu tiên. Theo Bola Sport, trong tiến trình phát triển, các đội tuyển bóng đá Đông Nam Á được dẫn dắt bởi rất nhiều huấn luyện viên đến từ khắp nơi trên thế giới. Lấy thành tích tại AFF Cup và SEA Games, hai giải đấu danh giá nhất khu vực, làm thước đo, tờ báo thể thao số 1 Indonesia chỉ ra 3 huấn luyện viên thành công nhất, trong đó huấn luyện viên Park Hang-seo được nhắc tới đầu tiên. Không quá lời khi nói rằng Park Hang-seo là huấn luyện viên thành công nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam, với rất nhiều danh hiệu trong 5 năm tại vị. Ở cấp đội tuyển, ông Park giúp Việt Nam vô địch AFF Cup 2018. Với lứa U23, ông Park giành cú đúp vàng SEA Games 2019-2021, hạng tư ASEAN và tiến vào chung kết U23 châu Á 2018. Những cầu thủ từng đoạt Á quân U23 châu Á khi đó vẫn đang là trụ cột ở tuyển quốc gia Việt Nam, Bola Sport viết. Theo tờ báo, xếp ngay sau ông Park Hang-seo về mức độ thành công là huấn luyện viên Khiathisak Thái Lan, khi đã giúp đội tuyển quê hương vô địch AFF Cup 2014-2016, giúp U23 Thái Lan giành huy chương vàng SEA Games 2013. Người thành công thứ 3 tại Đông Nam Á là chiến lược gia người Malaysia Raja Gopal. Bóng đá Malaysia thực sự đã trải qua giai đoạn vàng son khi được huấn luyện bởi một trong những huyền thoại của họ, Raja Gopal. Ông thầy sinh 1956 đã mang về hai danh hiệu danh giá, vô địch SEA Games 2009 và AFF Cup 2010. Đây đều là những chức vô địch đầu tiên của Malaysia tại giải đấu, Bola Sport nhắc lại.